Hello, chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Action DN và là Định Nguyễn. Lời đầu tiên Định xin kính chúc tất cả các bạn, chúc mọi người có ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn với mọi người trong một cái video mới của mình. Thì nội dung video ngày hôm nay Định lại tiếp tục chia sẻ thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là cận cảnh huyền thoại Honda Base 125 năm 2024. Đây quả là một tin hot cho những tín đồ yêu xe. Những ai yêu thích dòng xe Honda Base đẳng cấp một huyền thoại thì trong video này Định sẽ chia sẻ những thông tin cho các bạn với mọi người cùng xem. Video Định làm chủ yếu xem giải trí cho vui và chia sẻ những thông tin mới nhất. Nếu có gì sai sót xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua. Nếu video cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho Định một lượt đăng ký nhé. Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì đỡ mất thời gian của các bạn với mọi người, Định mời các bạn với mọi người chúng ta hãy xem qua video. Mẫu xe huyền thoại Honda Space 125 vừa chính thức được hồi sinh với động cơ đơn là 125cc. Xe lên đơn sản sinh ra công suất tối đa là 8,97 mã lực tại 7.500 vòng phút và moment xoắn cực đại là 9,87 Nm tại 6.000 vòng phút kết hợp với hộp số CVT. Honda Space 125 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt như sau: 1.775 nhân cho 680 nhân cho 1.088mm và chiều dài cơ sở là 1.265mm. Xe sở hữu công nghệ đèn pha tầng, được thiết kế sâu nhằm tăng độ sáng ở phía trước, đèn hậu trông thể thao hơn và được cải thiện độ sáng, giúp người dùng an toàn khi di chuyển vào ban đêm. Base 125 năm 2024 mang trên mình là cụm đồng hồ hiển thị sắc nét với cốp rộng có thể chứa được một bộ bảo hiểm và nhiều vật dụng khác, khóa chống trộm từ tính tích hợp khóa điện, khóa lái và khóa yên. Sản phẩm sử dụng hệ thống kết hợp gọi là CBS cơm bị Brake System hiện đại, hệ thống phanh địa ở phía trước và tang trống ở bánh sau. Honda Space 125 năm 2024 được trang bị động cơ đơn là 125cc xi lanh đơn, sản sinh ra công suất là 8,97 mã lực tại 7.500 vòng phút và mô hình xoắn cực đại là 9,87 Nm tại 6.000 vòng phút. Bên cạnh đó, công nghệ phun xăng điện tử BGM-FE giúp kiểm soát chính xác quá trình phun và đánh lửa nhiên liệu, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ xăng, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển ít carbon và thân thiện với môi trường. Xe hiện được bán với giá là khoảng là 29,8 triệu đồng. Mẫu xe huyền thoại này đang có mức giá là 8.880 nhân dân tệ, khoảng là 28,9 triệu đồng. Vừa rồi là những thông tin về chiếc xe Honda Space 125 năm 2024. Hy vọng video sẽ mang một cảm giác thú vị cho người xem. Đồng thời đây cũng là sự chia sẻ những thông tin mới nhất cho những tín đồ yêu xe. Video xem giải trí cho vui. Nếu có gì sai sót xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua. Nếu video cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho Định một lượt đăng ký nhé. Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì thời lượng của video cũng tương đối khá dài. Định xin dừng video tại đây và Định chúc cho tất cả các bạn. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn với mọi người trong những video tiếp theo. Bây giờ Định xin chào tạm biệt và bye bye.